Hôm nay sư tiếp tục giảng bài kinh thứ nhất cho Ananda Vathama Ananda Sutta, phần 7 yếu tố đưa đến giác ngộ và sự chứng ngộ kinh nghiệm niết bàn. Đức Phật dạy thiền sinh, tỳ khưu, tỳ khưu ni, Phật tử cách quan sát đề mục chính thật cẩn thận. Biết cách quan sát đề mục chính cẩn thận, thiền sinh phát triển được 4 nền tảng đưa đến chánh niệm, tức là có thể quan sát thân, thọ, tâm, pháp một cách có hiệu quả, thấy chúng liên tục thay đổi. Phát triển được 4 nền tảng đưa đến chánh niệm, người này làm cho 7 yếu tố đưa đến giác ngộ phát sinh. Khi quan sát đề mục chính, khi quan sát phòng sạch cẩn thận, chúng ta có thể quan sát thân, thọ, tâm, pháp, tức là làm cho 4 nền tảng đưa đến chánh niệm phát sinh. Khi 4 nền tảng này phát sinh, thì 7 yếu tố đưa đến giác ngộ sẽ phát sinh. Đức Phật nói, Katham bhavita cha ananda chattaro sati bhathana katham bahuli kata sati sata bochange bariburanti. Này Ananda, thế nào là 4 nền tảng đưa đến chánh niệm khi được vun bồi và phát triển sẽ làm cho 7 yếu tố đưa đến giác ngộ phát sinh? Và Đức Phật phần tự giảng, Ngài nói về niệm giác chi như sau. Yasmin samaye ananda bhikkhu kaya kaya nuvasi viharati upati tasa tasmin samaye bhikkhuno tasmin samaye sati hoti asamutha yasmin samaye ananda bhikkhuno upati tasati hoti asamutha sati sambojango tasmin samaye bhikkhuno arado hoti sati sambojangam tasmin samaye bhikkhu bhaveti sati sambojango tasmin samaye bhikkhuno bhavana paripurim gacchati. Khi quán thân trong thân, chánh niệm mạnh mẽ phát sinh trong tâm tỳ khưu, với chánh niệm mạnh mẽ liên tục không gián đoạn, niệm giác chi, tức là chánh niệm có khả năng đưa đến giác ngộ, sinh khởi trong tâm tỳ khưu. Do vậy nên nói, vị tỳ khưu phát triển niệm giác chi, sati sambojango, niệm giác chi được vun bồi và phát triển trong tâm tỳ khưu. Thiền sư giải thích, khi theo dõi những gì sinh khởi nơi thân, khi thiền sinh quan sát phòng xẹp, dở bước đạp, quan sát, theo dõi những hoạt động của thân với chánh niệm liên tục, thì niệm giác chi sinh khởi. Vào lúc chánh niệm không đủ mạnh, dù thiền sinh cố gắng ghi nhận liên tục nhưng vẫn thường hay quên. Nhớ ghi nhận hay biết khi lấy thức ăn nhưng khi nhai lại quên. Nhớ ghi nhận hay biết khi dở chân nhưng khi đạp lại quên. Sau khi quên, thiền sinh mới hay biết là mình đã quên. Nhưng niệm giác chi là sự chánh niệm liên tục, là thiền sinh có thể chánh niệm trong từng sát na, từ khi thức dậy, rửa mặt, ngồi thiền, kinh hành, ăn, tắm, co tay, duỗi chân, vân vân. Nhờ cố gắng chánh niệm như vậy, thiền sinh có thể tăng trưởng chánh niệm liên tục khi ngồi thiền, kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày. Theo chú giải, nếu chánh niệm lớn mạnh, nếu là niệm giác chi, thì chánh niệm này như viên đá chìm ngay vào trong nước. Với loại chánh niệm này, thiền sinh dễ dàng hướng tâm tới đề mục, chìm ngay vào đề mục và hiểu rõ đề mục, dù là phòng, xẹp hay dở, bước đặt. Khi có niệm giác chi, thiền sinh dễ dàng chánh niệm hay biết mỗi khi co tay, duỗi chân, đóng cửa, mở cửa, đứng lên, ngồi xuống, mang dép vào, cởi dép ra, khi tắm, khi nhai, vân vân. Khi có niệm giác chi, thiền sinh có thể chánh niệm mọi thời, mọi lúc, một cách liên tục mà không thất niệm, không quên chánh niệm. Có thiền sinh hành thiền ở đây khá lâu nhưng tâm ghi nhận không liên tục, người này đi chậm nhưng chẳng chánh niệm gì cả, hoặc đi vội vã không chánh niệm. Điều này chứng tỏ thiền sinh này vẫn chưa có niệm giác chi. Nếu có niệm giác chi, dù phải làm nhanh nhưng thiền sinh vẫn duy trì được chánh niệm và có thể chánh niệm liên tục vào thân tâm, trong thiền đường, nhà ăn, về cốc, về lại nhà, tại phi trường hay bất kỳ nơi đâu. Vậy nếu thấy mình có thể chánh niệm hay biết liên tục và dù lỡ thất niệm mình có thể hay biết ngay, thì thiền sinh hiểu mình có được niệm giác chi. Và Đức Phật nói về trạch pháp giác chi như sau.
Sotathasato viharanto tam dhammam banyaya bhavichinati bhavicharati bhavi vimamsa mapachati. Yasmin samaye ahananda bhikkhu tathasato viharanto tam dhammam banyaya bhavichinati bhavicharati bhavi vimamsa mapachati parati. Dhamma vichaya sambochango tasmin samaye bhikkhuno arado hoti. Dhamma vichaya sambochangam tasmin samaye bhikkhu bhaveti. Dhamma vichaya sambochango tasmin samaye bhikkhuno bhava napari purim gacchati. Này Ananda, sống chánh niệm như vậy, tỳ khu quán xét, điều tra, tìm hiểu các pháp bằng trí tuệ. Khi quán xét, điều tra, tìm hiểu các pháp bằng trí tuệ như vậy, trạch pháp giác chi, Dhamma Vichaya Sambochango, sinh khởi trong tâm tỳ khu. Thiền sư nói rằng, khi không chánh niệm, khi suy nghĩ liên tục, thiền sinh không nhận ra thân tâm thay đổi liên tục. Khi chánh niệm hay biết mạnh mẽ liên tục, tỳ khưu nhận ra thân tâm thay đổi liên tục trong từng sát na, dù là khi ngồi thiền quan sát phòng xẹp, hay đi kinh hành theo dõi dở bước đạp, hay khi đi, khi đứng lên, ngồi xuống, chánh niệm hay biết mạnh mẽ và liên tục, thiền sinh thấy tiến trình dở bước và đạp không giống nhau, tiến trình co tay duỗi tay không giống nhau, tiến trình đứng lên ngồi xuống không giống nhau, và thấy tâm ghi nhận cũng thay đổi liên tục. Trạch pháp giác chi dịch sang tiếng Anh là investigation, điều tra. Nhưng trạch pháp giác chi không có nghĩa là phân tích, suy luận, mà là theo dõi, hiểu biết đúng như đề mục là vậy, qua kinh nghiệm thiền của mình. Với trạch pháp giác chi, thiền sinh hiểu rằng mọi thứ thay đổi liên tục, những pháp trong thân tâm này thay đổi liên tục, dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Nhưng có người hiểu sai cho rằng trạch pháp giác chi là phân tích rằng cái này là danh, là sắc, cái này là đất, nước, gió, lửa, thế này là vô thường, khổ, vô ngã, v.v. Chúng ta cần hiểu rằng, kinh điển Pali ghi rằng, không chánh niệm sẽ không có hiểu biết rõ ràng, không chánh niệm sẽ không có tuệ minh sát. Chỉ với chánh niệm hay biết, tuệ minh sát mới phát sinh và thiền sinh hiểu rõ mọi thứ thay đổi liên tục, hiểu rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Hiểu bản chất vô thường, khổ, vô ngã qua hành thiền là có được trạch pháp giác chi. Và rồi Đức Phật nói về tinh tấn và hỷ giác chi như sau: Tassatam dhammam banyaya bhavicinato bhavicharato parivimamsa mapacato araddham hoti viriyam asalinam yasmin samaye ahananda bhikkhuno tam dhammam banyaya bhavicinato bhavicharato parivimamsa mapacato Parivimamsa mapachato aradham hoti viriyam asalinam viriya sambochango tasmin samaye bhikkhuno arado hoti viriya sambochangam tasmin samaye bhikkhu bhaveti viriya sambochango tasmin samaye bhikkhuno bhikkhuno bhavana pariburim gacchati arada viriyasa upachati piti nidramisa yasmin samaye ananda bhikkhuno arada viriyasa upachati piti niramisa piti sambochango tasmin samaye bhikkhuno arado hoti piti sambochangam tasmin samaye bhikkhu bhaveti piti sambochango tasmin samaye bhikkhuno bhavana paripurim gacchati. Thiền sư tóm tắt phần Đức Phật nói về tinh tấn và hỷ giác chi như sau: Khi quán xét tìm hiểu các pháp bằng trí tuệ như thế, tinh tấn mạnh mẽ không lui sụp phát sinh trong tâm tỳ khưu. Khi tinh tấn giác chi liên tục phát sinh như vậy, cảm giác thỏa thích tức là hỷ phát sinh trong tâm tỳ khưu. Và thiền sư giải thích rằng khi có tinh tấn theo dõi đề mục sinh khởi, thiền sinh thấy các pháp thay đổi, sinh diệt. Thiền sư nói, những dễ chịu vui thích này là sự vui thích hạnh phúc trong giáo pháp. Thiền sinh không có loại hạnh phúc này là vì thiền sinh không hiểu rõ thân tâm như chúng là vậy.
Loại hỷ lạc hạnh phúc trong giáo pháp này thật trong sạch là loại hỷ lạc hạnh phúc thật sự, đúng nghĩa, vì nó không gây ra phiền muộn đau khổ. Khi thấy đề mục liên tục sinh diệt và hiểu rõ bản chất của thân tâm đúng như chúng là vậy, thiền sinh có loại hạnh phúc này. Có loại hạnh phúc này, có hỷ lạc này, dù ngồi thiền vào ngày nắng nóng, thiền sinh vẫn cảm thấy mát mẻ, an lạc. Đây không phải là loại hạnh phúc do có nhiều tiền, được thăng chức, được ăn ngon, được xem phim, nghe nhạc hay hạnh phúc gia đình. Những loại hạnh phúc thế gian này dễ đổi thay, có việc thì vui, mất việc thì khổ, cho nên hạnh phúc thế gian là mầm mống gây ra đau khổ, trong khi hạnh phúc trong giáo pháp là loại hạnh phúc buông bỏ nên không đem đến muộn phiền đau khổ. Và Đức Phật nói về kinh An Giác Chi như sau: Piti manasa kayopi pasampati chitambi pasampati yasmin samaye ananda vikuno Piti manasa kayopi pasampati chitambi pasampati basadi sambojango tasmin samaye vikuno arado hoti basadi sambojangam tasman samaye viku bhaveti Pasadi sambo chango tasmin samaye bhikkhuno bhavana paripurin gacchati. Này Ananda, với người tâm tràn đầy hỷ lạc như vậy, thân này trở nên thư thái, khinh an, nhẹ nhàng, và tâm này trở nên thư thái, khinh an, nhẹ nhàng. Do vậy nên nói khinh an giác chi, pasadi sambo chango sinh khởi trong tâm tỳ khưu. Thiền sư nói rằng dù có ở trong khách sạn 5 sao quý vị có cảm giác thích, nhưng loại hạnh phúc thư thái kinh an này rất khác. Khi kinh nghiệm đề mục nhanh chóng sinh diệt liên tục, thân tâm trở nên nhẹ nhàng, thư thái, an tĩnh vì tâm thoát khỏi ô nhiễm. Kinh nghiệm đề mục nhanh chóng sinh diệt, các cảm thọ khó chịu, mệt mỏi, chóng mặt, đau nhức, ngứa, nóng, rát, vân vân nhanh chóng mất, nên thiền sinh không còn bị những cảm giác khó chịu hành hạ. Trước khi đạt đến mức độ này, thiền sinh cảm thấy nóng bức, khó chịu, mệt mỏi, nhưng bây giờ cảm giác này không còn. Cho nên nói thiền sinh có được khinh an giác chi, thân này trở nên thư thái nhẹ nhàng và tâm này trở nên thư thái nhẹ nhàng. Và Đức Phật nói về định giác chi như sau: Basada kayasa sukhino chittam samadhiyati yasmin samaye ananda vikuno basada kayasa sukhino chittam samadhiyati samadhi sambo chango tasmin samaye vikuno arado hoti samadhi sambo changam tasmin samaye viku bhaveti samadhi sambo chango tasmin samaye vikuno bhavana paripurim gacchati. Này Ananda, với người thân tràn đầy thư thái khinh an và tâm tràn đầy an lạc, Pasada Kayasa Sukhino Chitam, như thế tâm trở nên định tĩnh, tập trung. Do vậy nên nói định giác chi Samadhi Sambojango sinh khởi trong tâm tỳ khưu. Thiền sư nói, trước kia dù thiền sinh cố gắng theo dõi đề mục, nhưng tâm vẫn liên tục vọng động, không tĩnh lặng vì những ô nhiễm khuấy động trong tâm. Tiếng động xung quanh dễ làm thiền sinh bực bội, như là tiếng đồng hồ, tiếng chim hó, tiếng ồn trong thiền đường. Nhưng khi đạt đến mức độ này, tâm dễ dàng hướng về đề mục, tâm định tĩnh, không hay biết những gì xung quanh. Khi bị tiếng ồn làm động tâm là do định tâm còn yếu, cho nên thiền sinh đừng nhét bông gòn vào tai mà hãy chịu khó ghi nhận âm thanh, quan sát tâm mình vào lúc đó. Khi chú tâm vào quan sát đề mục chính cho kỹ thì định tâm phát sinh và thiền sinh không còn để ý hay biết tiếng động gì xung quanh, thậm chí chẳng hay biết thời gian qua nhanh. Khi hành thiền không chú tâm vào theo dõi đề mục, thiền sư nghe đủ thứ âm thanh, biết mình cần tập trung hơn, sư chú tâm kỹ vào đề mục. Khi định tâm phát sinh, thiền sinh sẽ chẳng biết thiền sinh khác đang đi tới đi lui về tiếng ồn, chẳng biết tiếng quạt chạy, chó sủa, âm nhạc bên ngoài hay tiếng ồn ào nói chuyện gì cả. Và sư nói rằng, lần nọ có một thiền sinh Việt Nam đến đây và phàn nàn về tiếng chim bên ngoài, rồi dùng bông gòn nhát tai.
Thiền sư bảo đừng có làm như vậy, nhưng người này không chịu nghe, cho rằng vì thiền sư tu tập cao nên vượt qua, còn mình chưa làm được nên phải làm như vậy và không chịu thử làm theo. Khi bị chi phối bởi những việc xung quanh, chúng ta nên hiểu là định tâm mình vẫn còn rất yếu. Khi định tâm mạnh, tâm bám vào, nằm yên trên đề mục, dù là phòng phẹp hay dở bước đạp hay đề mục nào khác, thì chẳng tiếng động nào có thể quấy rầy, khuấy động tâm, làm mình bực bội cả. Cho nên Đức Phật nói khi có hỷ lạc, thân tràn đầy thư thái kinh an và tâm tràn đầy an lạc, và thiền sinh có định giác chi. Đức Phật nói về xã giác chi như sau: So tatha samahitam chitam sadukam ajubekita hoti yasmin samaye ananda bhikkhu tatha samahitam chitam sadukam ajubekita hoti upekha sambhochango tasmin samaye bhikkhuno arado hoti upekha sambhochangam tasmin samaye bhikkhu bhaveti upekha sambhochango tasmin samaye bhikkhuno Havana Bariburin Gachati. Này Ananda, khi tâm trở nên định tĩnh tập trung như vậy, vị ấy quan sát các pháp với tâm xã. Vào lúc này, xã giác chi, Upekha Sambhochango sinh khởi trong tâm tỳ khưu. Thiền sư giải thích rằng, khi tỳ khưu, khi thiền sinh liên tục theo dõi đề mục trong khi ngồi thiền, kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày như vậy, chánh niệm liên tục phát sinh. Chánh niệm liên tục phát sinh, thiền sinh thấy mọi pháp sinh diệt liên tục, tinh tấn tăng trưởng, hỷ lạc, khinh an, định tâm phát sinh và rồi xả phát sinh, tâm trở nên quân bình. Trước kia dù cố gắng nhưng tâm vẫn thường xuyên vọng động, phóng chạy, buồn ngủ, ngủ gục, không ghi nhận được đề mục liên tục. Khi tinh tấn quá nhiều, khi định tâm quá yếu. Với tâm xả, tâm thiền sinh khá quân bình, không dễ chao đảo phản ứng trước sự việc xảy ra. Với tâm xả, dù đau nhức, khó chịu hay tâm vọng động, thiền sinh vẫn có thể bình thản ghi nhận mà không chán nản bỏ thiền. Dù kinh nghiệm tâm tĩnh lặng, thiền sinh không hào hứng thỏa thích, cho rằng ngày mai tôi có thể thành thánh. Thiền sư cho một ví dụ để giải thích về tâm xả quân bình trong cuộc sống. Dù mất tiền cũng không đau khổ, dù thấy ai chết cũng không hoảng hốt, thấy cái gì đẹp cũng không tham muốn, dù ai liên tục làm phiền vẫn không buồn bã, bực tức, xả đũa. Thấy ai nhảy múa, nghe ai ca hát vẫn thản nhiên. Vậy tâm xả làm cho tâm quân bình, không chao đảo lên xuống thất thường. Với tâm xả, chúng ta có thể xử lý giải quyết sự việc tốt xấu, khôn khéo, dễ dàng, bình thản. Do vậy Đức Phật nói, bằng cách này, bốn nền tảng chánh niệm khi được vun bồi và phát triển thường xuyên liên tục lặp đi lặp lại sẽ làm cho bảy yếu tố đưa đến giác ngộ phát sinh. Nói một cách khác, khi thiền sinh có thể phát triển chánh niệm, quán thân, thọ, tâm, pháp thường xuyên liên tục lặp đi lặp lại thì bảy yếu tố đưa đến giác ngộ sẽ phát sinh. Và rồi Đức Phật nói tiếp về sự chứng ngộ, kinh nghiệm Niết Bàn. Và này Ananda, thế nào là bảy yếu tố đưa đến giác ngộ? Khi được buông bồi phát triển thường xuyên liên tục lặp đi lặp lại sẽ đưa đến trí tuệ và giải thoát. Ở đây phát triển niệm giác chi do ẩn cư xa rời tham ái, vị tỳ khưu nhận ra sự tan biến hoại diệt và rồi buông bỏ. Viveka nisitam, viraka nisitam, niroda nisitam, vosaka parinamin. Vị ấy phát triển trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, do ẩn cư xa rời tham ái. Bằng cách này, Ananda, khi bảy yếu tố đưa đến giác ngộ được vun bồi phát triển thường xuyên liên tục lặp đi lặp lại, sẽ đưa đến trí tuệ và giải thoát. Thiền sư nói, khi ẩn cư thiền tập, thiền sinh thấy các pháp thay đổi, tan biến nên buông bỏ. Chánh niệm mạnh mẽ phát sinh khi thiền sinh theo dõi ghi nhận đề mục liên tục khi ngồi, kinh hành, trong sinh hoạt hàng ngày, nên niệm giác chi phát sinh. Với niệm giác chi, thiền sinh thấy bản chất vô thường, khổ, vô ngã, nên trạch pháp giác chi phát sinh, và rồi tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi phát sinh.
Khi bảy yếu tố đưa đến giác ngộ phát sinh, trí tuệ và giải thoát sẽ phát sinh. Khi trí tuệ giải thoát phát sinh, khi kinh nghiệm niết bàn, thiền sinh chẳng tìm thấy tôi, anh hay ai hiện hữu có mặt trong đời. Thiền sinh chẳng còn tà kiến về thân kiến, không thấy có tôi nói điều này hay làm điều nọ. Nếu chưa nhận ra điều này là thiền sinh chưa kinh nghiệm niết bàn. Kinh điển Bali nói rằng, khi bảy yếu tố đưa đến giác ngộ có mặt trong tâm và thiền sinh tiếp tục thiền, thì chẳng nơi đâu thiền sinh không thể kinh nghiệm niết bàn. Thiền sư giải thích rằng niết bàn là sự ngưng nghỉ không sinh khởi của dòng tâm vật chất, và niết bàn có thể diễn ra nhanh chóng vào bất cứ lúc nào khi bảy yếu tố đưa đến giác ngộ lớn mạnh. Như đại đức Ananda chỉ chứng đắc thánh nhập lưu khi Đức Phật còn tại thế. Sau khi Đức Phật qua đời, ngày nọ vì nhu cầu trở thành A-la-hán để có thể tham dự hội nghị đọc tụng Tam Tạng kinh điển lần thứ nhất trong ngày hôm sau, đại đức đã xuất hành thiền tinh tấn cả đêm, ngồi thiền, kinh hành và chánh niệm trong hoạt động hàng ngày. Khi quá mệt mỏi, ngài ngã lưng lên giường để nghỉ. Ngay khi chân vừa nhấc khỏi mặt đất và đầu chưa chạm gối, ngài chứng đắc quả vị A-la-hán cao thượng. Vậy khi phát triển được bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, tiếp tục hành thiền, thiền sinh không cần lo lắng chừng nào mình giải thoát. Thiền sinh này chỉ cần liên tục chánh niệm theo dõi thân tâm khi ngồi thiền, kinh hành, khi ăn, tắm giặt v.v. là có thể kinh nghiệm niết bàn bất cứ lúc nào. Qua bài kinh này chúng ta học được nhiều điều, cách thức hành thiền làm cho chánh niệm lớn mạnh và kinh nghiệm niết bàn. Lời Đức Phật dạy thật rõ ràng và đơn giản như vậy. Đức Phật chẳng nói là để tiến bộ trong thiền, thiền sinh cần hành thiền định, học vi diệu pháp, biết 12 nhân duyên, học hiểu chân đế tục đế gì cả. Theo lời Đức Phật, thiền sinh chỉ cần hiểu cách quan sát hơi thở hay phòng xẹt, và theo dõi phòng xẹt liên tục, thường xuyên, cẩn thận, lặp đi lặp lại. Khi quan sát một pháp này thuần thục rồi, thiền sinh có thể quan sát thân, thọ, tâm pháp. Biết cách thực hành thân thọ tâm pháp, quan sát thân thọ tâm pháp, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ phát sinh. Khi bảy yếu tố đưa đến giác ngộ lớn mạnh, thiền sinh có thể kinh nghiệm niết bàn, sự ngưng nghỉ của luồng tâm vật chất vào bất cứ lúc nào. Thiền sư nói cánh cửa niết bàn chẳng bao giờ đóng lại mà luôn mở cửa chờ đợi chúng ta. Khi theo dõi phòng xẹt thuần thục rồi, thiền sinh sẽ tự mình hiểu rõ mình có thể phát triển bốn nền tảng chánh niệm hay không, có thể phát triển bảy yếu tố đưa đến giác ngộ hay không và kinh nghiệm niết bàn hay không. Khi theo dõi được phòng xẹt thuần thục rồi, thiền sinh sẽ tự hiểu rõ việc tu tập của mình tiến bộ đến đâu. Thiền sư hy vọng thiền sinh hiểu rõ bài kinh này và ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.